đầu sử dụng chương trình, bạn phải nhập số dư đầu năm của các tài khoản. Đối với các năm tiếp theo, bạn chỉ việc thực hiện chuyển số dư cuối đầu năm trước sang đầu năm mới sau khi đã khóa sổ kế toán cuối năm trước. Kích vào tổng hợp. Kích vào nhập số dư đầu năm. Kích vào nhập số dư đầu năm của tài khoản. Nhập đúng mã đơn vị cơ sở. Kích vào nhận. Bấm phím F3 để cập nhật số dư. Khi cập nhật số dư đầu năm của các tài khoản, phải lưu ý các điểm sau. Khi nhập số dư của các tài khoản ngoại tệ, thì phải nhập cả số dư ngoại tệ. Nếu sử dụng chương trình không phải bắt đầu từ năm tài chính, thì ngoài việc nhập số dư đầu kỳ, còn phải nhập cả số dư đầu năm để có thể lên được bảng cân đối kế toán. Trong trường hợp này, số dư đầu năm của các tài khoản công nợ được nhập cả dư nợ và dư có đồng thời trên một tài khoản. Đối với các tài khoản có theo dõi công nợ chi tiết, thì số dư của các tài khoản này sẽ được chuyển sau khi vào số dư chi tiết của các đối tượng công nợ ở phân hệ kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả.